là anh em có hay gặp vấn đề giống mình hay không, nhưng mà mỗi khi mà chuyển tiền qua các layer 2 để mà cày airdrop á thì mình khá là khó chịu, bởi vì là phải mở quá nhiều tab và phải ký rất là nhiều lệnh khác nhau. Nhiều khi là mình cũng không biết được là cái nền tảng mà mình đang sử dụng có support cho chain mà mình đang xài hay không. Bởi vậy cho nên là sau khi tìm được một nền tảng có tên là DappDapp này á thì mình thấy nó khá là tiện dụng và phù hợp cho những anh em đang cày airdrop, bởi vì nó tích hợp được rất là nhiều dApp của các layer 2 phổ biến hiện nay. Thêm một ưu điểm nữa là khi sử dụng DappDapp thì mình thấy là mình còn có cơ hội nhận được điểm thưởng khi mà tương tác với các dApp của DappDapp nữa. Những cái điểm thưởng này thì có thể đổi ra thành token airdrop sau này nữa. Cho nên là trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ chia sẻ cho anh em sâu hơn về DappDapp cũng như là cách sử dụng ứng dụng này nhé. Ok, đầu tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem DappDapp là gì nhé. DappDapp thì là một cửa hàng ứng dụng dApp với hơn 130 ứng dụng được support bởi Near Protocol. Dự án này thì hiện tại đã hỗ trợ rất là nhiều các layer 2 lớn hiện nay và đang partner với những cái tên tuổi cực kỳ lớn như là Near, Linear, Scroll, BitGet Wallet hay là LeFi vân vân. Một trong những cái tính năng độc đáo của DappDapp đó chính là giúp đơn giản hóa những cái thao tác tìm kiếm những cái giải pháp DeFi ở trên các layer 2. Đơn giản ở đây tức là anh em hoàn toàn có thể tương tác với các dApp này chỉ trên một nền tảng duy nhất là DappDapp. Ở DappDapp thì sẽ cung cấp cho người dùng một cái UI, tức là một cái giao diện khá là thân thiện, xử lý tất cả các hoạt động như là giao dịch này, quản lý thanh khoản này, cầu nối cross-chain, swap và các cái thao tác DeFi khác cho anh em. Dự án này thì mới chính thức ra mắt vào ngày 17 tháng 2 vừa qua thôi, nhưng mà có rất là nhiều cái hoạt động chào đón người dùng mới, phối hợp thực hiện với một số các cái layer 2 lớn, những cái dApp và ví tiền mã hóa lớn. Và sau một thời gian ngắn ra mắt thử nghiệm thì DappDapp đã ghi nhận hơn 12.000 lượt người dùng đăng ký, và chiến dịch ở trên gas xe của dự án này thì cũng nhận được mức độ quan tâm cực kỳ lớn của những người tham gia. Còn về khía cạnh công nghệ thì dự án này thì được đánh giá cao một số các cái tính năng như là giao diện front end phi tập trung thông qua Near.js này, thứ hai là hợp tác với Linear Scroll Foundation, thứ ba là gia tăng độ bảo mật front end, thứ tư là có một cái giao diện tốt giúp cải thiện trải nghiệm cho những người dùng mới. Về đội ngũ phát triển của DappDapp thì đây có thể coi như là con cưng của Near, khi mà dự án này thì tập hợp rất là nhiều những cái nhà phát triển web 3 kỳ cựu từ hệ sinh thái của Near. Irene sẽ để một số thông tin về đội phát triển dự án trên màn hình cho anh em. Thêm nữa là trong sự kiện ra mắt này thì DappDapp đang khởi động một cái chuỗi những cái hoạt động kéo dài một thời gian, bao gồm những cái chiến dịch ở trên gas xe với những đối tác như là Base Name Service này, BitGet, Linear, LeFi, Stargate, Scroll, Manta, ZK Sync và cực kỳ nhiều các hệ sinh thái khác. Anh em có thể vào hoàn thành các cái nhiệm vụ này và nhận thưởng DappDapp Point để quy đổi lấy phần airdrop token sau này. Thông tin về các cái chiến dịch này thì Irene sẽ để trên màn hình cho anh em theo dõi thêm. Anh em có thể dừng màn hình lại tại đây để có thể đọc kỹ hơn về các cái chiến dịch này nha. Hiện tại thì token và tokenomics của dự án thì chưa có nhiều thông tin cụ thể vì dự án cũng mới ra mắt, và khi có những thông tin chi tiết hơn thì mình sẽ update sau cho anh em nhé. Ok, còn bây giờ chúng ta hãy cùng trải nghiệm DappDapp và làm một số những cái thao tác cơ bản ở trên ứng dụng này để anh em có thể farm point nhé. Đầu tiên á thì theo mình là anh em nên thực hiện các cái task ở trên Galaxy. Những cái task này thì cũng khá là đơn giản thôi, chủ yếu là làm về social. Thứ hai thì anh em sẽ truy cập vào DappDapp theo đường link mình sẽ để ở bên dưới. Ở đây thì anh em sẽ làm những cái task cơ bản của DappDapp, ví dụ như là tạo tài khoản này, connect ví này. Sau đó thì anh em có thể thực hiện những cái task để hiểu hơn về dự án này, ví dụ như là thực hiện một số những cái việc like, share những cái quest hay là những cái task của DappDapp, hay là anh em có thể thực hiện task là tìm kiếm ở trên thanh tìm kiếm của DappDapp chẳng hạn thì cũng có thể nhận được point rồi. Bước thứ ba thì nâng cao hơn một chút, đó là anh em sẽ chọn làm những cái task của những cái layer 2 mà anh em đang cần thực hiện những cái giao dịch, hay là anh em sẽ cầm airdrop. Ví dụ như là với layer 2 linear chẳng hạn thì anh em có thể thực hiện một số những cái thao tác chính như là bridge này, swap, lend hay là provide liquidity chẳng hạn. Thay vì anh em thực hiện những cái giao dịch này bằng các cách thông thường á, thì nếu như anh em farm chúng ở trên DappDapp thì sẽ có thêm x2 cơ hội để nhận airdrop. Ok, để tổng kết lại thì mình đánh giá là DappDapp tuy là một dự án còn khá là mới, thế nhưng thì có nhiều tính năng khá là độc đáo và phù hợp cho những anh em đang farm những cái airdrop, đặc biệt là những anh em đang thực hiện ở trên layer 2. Anh em thì có thể hoàn toàn tin tưởng vào dự án này, bởi vì đây thì có thể được coi như là con cưng của Near trong thời gian sắp tới. Còn nếu như anh em vẫn đang lo ngại á, thì hoàn toàn có thể dùng ví phụ của anh em, hoặc là anh em hoàn toàn có thể cày điểm một cách miễn phí bằng việc là tham gia những cái task, những cái nhiệm vụ ở trên mạng xã hội thôi thì cũng đã có cơ hội nhận được điểm
của Đáp Đáp rồi. Những cái điểm này thì hoàn toàn sau này có thể đổi thành token để anh em nhận airdrop nhé. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi đã hữu ích cho anh em và giúp anh em hiểu sâu hơn về Đáp Đáp cũng như là cách thức mà dự án đang hoạt động. Mình sẽ để đường link tham gia những cái nhiệm vụ cũng như là những thông tin chi tiết hơn về Đáp Đáp ở phía bên dưới cho anh em. Nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy để lại ở phía bên dưới phần comment nhé. Và như thường lệ thì đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư, cho nên là anh em hãy luôn sáng suốt trước mọi quyết định xuống tiền của bản thân mình. Đừng quên like, share và subscribe cho Coi68 TV. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.